áo trắng nè. Mấy anh muốn bạn tiền đúng không? Dạ đâu có đâu, tiền muốn bạn uống nước. Em muốn thua nè, em uống nước cho anh. Mà anh vô đây chi vậy? Em bán cái số. Mấy anh mua vài tờ mộn đi. Trời ơi, bán cái số mà vô đây là bắn người luôn á. Nó khứa đây là mới thuộc. Nó khứa hết người luôn nè. Giúp em đi, em còn có vô đây à. Sáng giờ đi đường nắng quá. Số đó mua chúng không? Không bao giờ chúng. Số vô mới bán. Số không chúng bán chi? Gì đổi số khác. Rồi đổi số khác có chúng không? Cũng chắc chúng luôn. Bây giờ chú mà hùng chung mang chi mà. Trời, chỉ biết chung bán một que gì nữa. Thôi, giỡn á, bán được tôi một tờ đi. Thôi, sao bốn người mua có một tờ vậy? Tờ đủ rồi, anh em tụi tôi chơi thân lắm. Lỡ chúng đó, tụi tôi chơi đều. Xong vậy có tình cảm, đúng không? Ừ. Làm gì đi. Hôm nay cũng là duyên lành, anh em mình mới gặp nhau. Tôi chúc bạn muôn đời bình an, đời đời sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Đây, tôi có một chút tấm lòng gửi đến bạn phương xa. Có mấy số 10 ngàn mà đưa gì có 5 ngàn gì không nổi. Bạn Minh cứu bạn Hy với coi. Trời ơi, Hy cũng ít mình lòng vòng. Thôi, nay cũng duyên lành, tôi bồi đắp thêm cho bạn của tôi 5 ngàn. Đã là đủ 10 ngàn. Ôi, số đẹp nha. Nếu như may mắn, tao cho tụi bay đổi đời luôn. Con thổi này sao nghe quen vậy đó. Này, giữ đi. Cứ cẩn thận nha mày. Trời, cái câu chuyện nó y chang như bữa tôi gặp nè. Câu chuyện sao kỹ coi. Có một nhóm bạn mua một tờ giấy số mà cũng nói y chang như này nè. Sau đó đưa tờ giấy số cho anh giữ. Tới chiều tờ giấy số đó trúng. Trời ơi, ơi kìa, anh em mình đổi đời ôi. Đang giữ tờ số, tâm đồng sẽ phải chết queo. Trời ơi, má, cái thằng Lê này cái gì ghê mày? Chưa ghê quá. Cái nhóm còn lại biết tin anh là chết, mình kéo tới đào mồ cuốc mã để lấy tờ giấy số đó. Thôi thôi thôi, ai giữ đi, tao không giữ đâu. Yên tâm đi, mày có bị gì tao không làm gì đâu. Ừ, giữ đi, giữ đi, mày giữ đi. Rồi, câu chuyện sao nữa? À, đi, tôi đi ăn tiếp à. Cái thằng này kể chuyện năm ba trời. Nghe ông mấy câu chuyện ngứa người thiệt chứ. Kêu lại coi sao. Ừ. Ê! Có chuyện gì vậy? Đi đâu đó? Đi làm. Không đi làm được không? Không đi làm mấy anh luôn tôi hả? Không có nuôi. Ý là ở đây kể hết câu chuyện đi rồi đi. Hôm bữa tôi mới coi trailer tới đó à. Còn muốn coi thì 28 tháng 4 này công chiếu toàn quốc ra gặp mà coi. Coi gì? Lật Mặt Sáu, tấm vé định mệnh của anh Hải. À, anh Hải chọn người bên em. Ấn tượng của tao á. Nhất định phải đi coi mới được. Nên đi, nên đi. Mà muốn coi sớm thì 26-27 tháng 4 này có chút chiếu đặc biệt. Đặt vé mà coi. Wow. Chết cha, 40 người rồi. Mua có 1 tờ mà báo quá báo. Mày đi coi. Đi coi. Đi coi. Đi coi. Đi coi.